Xin chào anh em, hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 9 em có một ít máy quay lên cho anh em tham khảo, anh em ưng ý cái nào thì coi chốt gì xài nha anh em. Anh em thân tình ủng hộ cho em một đăng ký, một like, chia sẻ nha anh em. Cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua ủng hộ bên em. Rồi, em vô cây số 1 luôn. Cây số 1 là một cây máy mài nha anh em. Đây, dây điện như đây. Cây máy mài của Hitachi nha anh em. Điện 100V nha, công suất 620W nha. Đó, máy mài này để nút sensing còn nha. Nè, cái nút dặn tay cầm vẫn còn đóng nè. Cây này không có tán lưỡi nha anh em. Y gan trên hình nha anh em. Em nhắc lại hình thức bán hàng bên em là toàn bộ là bao ship hết trơn nha anh em. Rồi, 31 mã 31 280k bao ship nha anh em. 31 280k bao ship. Cái 32 nha anh em, 32 cũng một cây máy mài của Hitachi nữa nha anh em. Điện 100V, công suất 760W nha anh em. 800A nha. 760W. Đó, ngoại hình nè. Coi cũng được nha anh em. Tắt máy nha anh em. Ok nha, chạy không có lửa củi gì trơn nha anh em. Chạy rất ngon nha. 32 280k bao ship nha. 33 cũng là một cây máy mài của Hitachi luôn nha anh em. Điện 100V nha. 5.5A nè anh em, nó để 5.5A nha. Ở trên đây thì năm nó để 530W gì. Tụm lum chưa anh em. Để 100V 530W chứ này thì để 5.5A nghe anh em. Đó. Vỏ nhôm nghe ngoại hình cũng khá được nha. Dây quấn bằng keo đây nè anh em. Chạy ok nha. Không có lửa củi gì trơn nha. 33 280k bao ship luôn. 34 cũng là một cây Hitachi đó nha anh em. Vỏ nhôm nhưng mà cái đít ở đít mũ nha. Điện 100V 720W nha anh em. Hitachi. Số 34 300k bao ship nha anh em. Số 35 cũng là một cây máy mài của Hitachi luôn nha anh em.
điện 100V 720W nha anh em. Có bao giờ lưỡi giờ tán lưỡi luôn nha anh em. Dây zin luôn nha anh em. Mình cũng khá là được nha, khá là ok nha. Rồi 35 350k bao ship không có lửa nha. . 36 cũng là cây máy mài của Hitachi luôn nha. Cây này còn rất là đẹp nha anh em. Đó, màn hình rất đẹp luôn, tem còn mới chóc luôn. Điện 100V, công suất 720W nha anh em. Đó, tán lưỡi bao giờ lưỡi đầy đủ luôn. Dây zin luôn nha anh em. Dây zin luôn nha anh em. 36 370k bao ship nha anh em. Này cái máy mài của Hikuki nha anh em. Ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Hikuki nha anh em. Điện 100V 720W nha. Rất là đẹp nha, ngoại hình rất đẹp nha. Ba trăm bảy mươi k bao ship nha. . 38 cũng là một cây máy mài của Hitachi nha anh em. Cây này độ mới còn khoảng 99% nha anh em, rất là mới nha. Gắn cho anh em tán lưỡi mới luôn. Đó. Điện 100V 720W nha. Số 38 370k bao ship nha anh em. 39 là một cây phan đục phan búa bê tông nha anh em. Phan đục bê tông của Makita nha. Đó, cây này ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Mới chốc cây này đời cao nha anh em. AVT là đời cao nha anh em. Có đèn led luôn nha. Đó, ngoại hình Makita nha. HG2601F nha anh em. Điện 100V nha anh em. 8.4A 800W nha anh em. Cái này rất là mạnh nha. 800W nha. Điện 100V 800W. Có đảo chiều luôn nha anh em, có điều tốc, có đảo chiều luôn nha. Hai chức năng nha. Phan thường và phan búa nha, 800W rất là mạnh nha. Điều tốc là anh em. Có đèn led nha. Phần búa nha anh em. Rồi các chức năng giữ mũi cho anh em luôn. Điều mũi ok nha.
khăn thượng nha anh em. Khăn búa nha. Test tính năng đảo chiều luôn nè. À, đảo chiều nè nghe anh em, điều tốc đảo chiều nha. Đó. Rồi ok. Số 39 800k bao ship. Anh em nhanh tay hốt cây này rất ngon nha anh em. Bốn mươi clip trước em còn hai cái phân điện nè anh em, 20V4 nha. Cây này bao sống cho anh em nha, em bán thằng máy vỏ pin nha, thằng máy vỏ pin, pin này pin hư nha anh, về anh em đóng pin mới xài nha anh em. Đó, đầu ra vô nhẹ nhàng nha, 8 cấp trượt cấp phan nha. Ok nha, bán thằng máy vỏ pin nha, thằng máy vỏ pin 20V4, số 40 330k bao ship nha anh em. 41 cũng là một cây phan pin luôn anh em, thằng máy vỏ pin luôn nha. 13 cây này 14V4 nha anh em, đầu autolock nha, ra vô nhẹ nhàng không bị kẹt nha. 8 cấp phan cấp trượt nha, ý 8 cấp trượt cấp phan nha, cờ vô nhẹ nhàng nha. Cây này là bao sống cho anh em nha, 41 300k bao ship nha anh em. Lưỡi 355 nha anh em, không có tán lưỡi nha, 355 không có tán lưỡi, cũng mắc Eto anh em, Eto kẹp nhanh mắc rồi, không có tán lưỡi, không có lưỡi đó, đi ra ngoài hình nha anh em. 355 nha, lưỡi 355 á. Số 42 700k bao ship nha anh em. Số 43 cũng là một cây máy cắt bàn nha anh em, 305 nha, lưỡi 305 nha. Cây này có đầy đủ nha anh em, dây xích ơi tôi kẹp đó, đầy đủ nha anh em, bọc lưỡi luôn nha anh em, bọc lưỡi tán lưỡi đồ có đầy đủ nha. Đế đồ đế cao su còn đầy đủ nha anh em, đế nè, bốn cục cao su còn đầy đủ nha. Rồi tắt máy luôn. Số 43 máy cắt sách bàn lưỡi 305 nha anh em, 43 1,1 triệu bao ship nha anh em.
44 là một cây phang bên nha anh em. Phang bên 12V nha. 12V. Hiệu này hiệu gì em không rành nha, bét chứ nè. Đó 12V khá là ok nha. Cây này em bao sóng cho mấy anh luôn nha. Này nó hơi gơ nhẹ, hơi lắc nhẹ tới xíu rồi anh em. Đầu không kẹt nha. Đầu cũng sáng giới luôn không kẹt. À, trên bên nè, còn ok nè. Bên này hết rồi anh em. Sạc rồi còn sống nha anh em. À, cháy đèn nha. Một máy, một pin, một sạc, một thùng 44, 300, 430k bao ship nha. 430 bao ship. Bốn mươi lăm là một cây. Đó, cây một cây phang, một cây phang có chức năng búa nha anh em, của Makita nha. Ngoại hình rất là ok nha anh em, ngoại hình đẹp đó, đẹp đẽ nha. Này tới 760W là nha anh em, công suất rất là bự nha. Điện 100W công suất 760W nha. Đặc biệt cây này em đã lên điện 220 rồi là nghe anh em. Điện 220 rồi nha. Đầu kẹp 13 ly nha anh em. Đầu kẹp 13 ly không bị kẹt nha. Đó, đầu kẹp 13 ly. Đặc biệt cây này nó còn có chức năng phang thường không anh em. Phang búa nó bị hư gì anh em sửa nha. Em không biết sửa vô này nha. Đó, có điều tốc luôn nha anh em. Chui làm sao đâu. Số 45 500k bao ship nha anh em. Số 46 là một cây boss nha anh em, phang hai chức năng boss nha. Cũng khá là đẹp. Dây điện rất là dài nha anh em, dây điện zin luôn nha anh em, rất là dài nha, điện 100V nha. Có tay cầm luôn nha, tem mát mắt mà có tay cầm nha anh em. Hai chức năng phân thường và phân búa nha, cây này 500W nha anh em. Của Đức nha, gạch mà này nha, của Đức nha, 500W. Phân thường, có điều tốc luôn nha anh em.
dùng mối ok nha. Nhà con vườn nha anh em. Con búa nha. Không có lửa nha anh em. $46,600 bao ship nha anh em. 47 một cây than bê tông nha anh em, của Hitachi nha, dây điện zin nha, dây điện Hitachi zin luôn, dây điện rất là dài nha. Điện 100V nha anh em. Đó. Rồi cây này mắc cái đầu anh em, mắc cái đầu kẹp anh em. Đó, em tặng cái này về cho anh em chế luôn nha. Đây, để kẹp cái đầu nha. Mũi đục 23-21 liên anh em, tặng cho anh em cái mũi đục này luôn nha. À, anh em về chế làm này là kẹp này là ok. Em không có thời gian làm anh em ơi. Mũi 21 liên nha. Điện 100V. 12A nha. 12A. 1130W nha anh em. Đó. Máy đục rất là kinh nha anh em, đục 21 ly nha, tặng cho anh em cái mũi luôn. Chị rất ok nha, không có lửa củi gì chơi nha. 47-800k bao ship nha. Cũng dây dài nha anh em. Có quấn băng keo chân chỗ này nha anh em. Dây dài có quấn băng keo nha. Điện 100V nha anh em. Cái này đục 21 ly của Makita nha anh em. Rất là nặng nha. Em nhôm như mỏ mắt tem rồi. Nằm dạng cũng từ 1100 đến 1200W đó anh em. Đục 21 ly. Tặng mũi có mũi luôn nha anh em. 48-850k bao ship nha. 48-850k bao ship. $49 là một cây đục chuyên đục nha anh em, của Makita. Tặng cho anh em có mũi dẹp luôn nha. Đục 17 ly nha anh em, cái này đục 17 ly nha, điện 100V nha. Đó, công suất còn nhiêu nè. Điện 100V, công suất 1050W nha anh em. Có tay cầm đầy đủ nha, cái này còn rất là đẹp nha, rất là mới nha. Đó. Sức này. Tắt lửa trước rồi. Không có lửa củi đi chơi nha anh em.
49 700k bao ship nha anh em, có tay cầm có mũi luôn nha. Năm mươi là một cây thang vừa phan vừa đục nha anh em, của Makita nha, 17 ly ý mỗi 17 ly nha, điện 100V nha, có tay cầm luôn nha anh em. Đó, công suất mờ hết rồi thì chắc ăn 1050W à. Vậy là 12A là anh em ơi. Cái này tới 12A là tức là 1130W á. Không có lỗ củi gì cho nghe anh em. Cái này đục 17 ly nha, tặng cho anh em cái mũi dẹp này luôn nha. Mũi dẹp với cái mũi phan luôn, mũi phan cù là luôn nè anh em. Mũi phan dài mà nó bự luôn, mũi phan này còn rất là mới luôn. Trời, tặng cho anh em luôn, tặng cho hết luôn. Gắn mũi phan cho là phan nha anh em. Rồi tặng cho anh em mũi, một mũi đột dẹp và một mũi phan bự. Đó. 50 800k bao ship. Và một cây độc 21 ly nữa nghe anh em, của Hitachi nha. Cây này còn đi còn rất là mới nè, dây điện ghim dài luôn nè. Tay cầm anh em về kiếm ngóc dặn vô đây là làm được tay cầm luôn nha anh em. Vì cái dòng tay cầm này nó còn nha. Lấy mũi ra là vô nhà nha, phá mũi ra nghe anh em. Rất là nhẹ nha. 21 ly nha. Đọc 21 ly của Hitachi nha. 1140W nha anh em. Điện 100V nha. 12A. Cái này đục quá ghê anh em ơi. Đục ghê hơn luôn, cái này quá mạnh rồi. Còn mới nha. 51 850k bao ship. Còn lỡ hai cái whip nữa anh em ơi. Đó. Cây boss. Dây điện gin của boss luôn nha anh em. Dài luôn, còn mới luôn nha, còn số luôn nha anh em. Đó. Cây này hình như là chưa xài á anh em. Bánh nó chưa xài á. Giờ nên vỏ đâu cũng mới. Mới can xà beng chưa có bị sừ vỏ luôn nha anh em. Tem còn mới chốc luôn. Đó. Nói chung cái gì cũng còn mới chứ, chưa có sừ chưa có hờn gì chứ. Có điều tóc nha anh em. Cây phong boss có điều tóc nha. Phong boss mũi 17 nha. Mũi 17 mũi gài á anh em. 17, 21 rồi thấy cũng bự quá nè.
mũi 17 anh em ơi, mũi tròn nha, mũi 17 mũi tròn, à, tắt nó nè anh em, tắt ghê không, cái này rất là mới, anh em mua gì sưu tầm chơi nha anh em, để 100V nha. Số 1 nha anh em, không có lửa củi chơi nha, chạy rất là ngon nha. Số 2 nha anh em, số 3 nha, số 4 nha, số 5 nha, số 6 nha anh em. Đó. Là đã nha. Đây mũi này đục thử ra. Ta thử ra. Quá mạnh anh ơi. Cái này còn rất là mạnh, đục quá mạnh. 1020W nha, điện 100V 1020W boss nha. GSH 5C nha anh em. Có điều tốc luôn, cây này mới tầm mười mấy triệu anh em. Ủa 15 triệu. Rồi, 52, 1 triệu mốt bao ship, 1 triệu 100k bao ship nha. Đó, 52. Anh em nào thích sưu tầm chơi cái này gì để treo chơi anh em. Đó, đục 30 ly nha anh em. Đục 30 ly. Gây không? Tem bọng mắt hết trơn anh em, tay cầm đầy đủ nha. Đó. Ngoại hình nè. Cũng sáng sủa mà mắt tem mà nha. Đậu ra vô nhẹ nhàng nha anh em, đục 30 ly nha, đầu phá nhẹ nhàng nha. Đó. Điện 100V nha anh em. Lọc lửa cho anh em coi lửa nè. Không có lửa củi cho nghe anh em. Rồi tiếp tục luôn. Đây. Đó, bao đục. Đục rất là ghê nha. Chạy rất là đỉnh nha anh em, chạy im du luôn nha anh em. Rồi bao ngon mà cũng bao nặng luôn. 53, 1 triệu 500k nha anh em, 1 triệu rưỡi nha anh em. Bao ship nha. Cái này rất là nặng nha. Cây bào nha anh em, cây cắt gỗ của Makita, cây bào trước chưa, cây bào của Makita nha anh em, lưỡi 82 nha, điện 100V nha, ý cái này điện em lên 220 rồi. Cái này điện 220 nha anh em. Điện 220 580 nha anh em. Này em lên 220 rồi nha, 580k nha. Ngoại hình đó cũng rất là ok. Nó hơi xước này tí xíu nhưng không sao hết. Lên xuống đồ nhẹ nhàng nha.
lưỡi 82 ngàn, lưỡi không mẻ nha, lưỡi ok nha anh em. Đó. Lưỡi rất là bén nha, ok nha. Mã 54 580k cho cây bào lưỡi 82 nha anh em, điện 220V nha, 220V nha, 54 580k bao ship. Tới cây số cuối cùng là cây cây cắt gỗ lưỡi 190 nha anh em, 180 đến 190 của Makita nha anh em. Cây này cũng lên 220 rồi nha anh em. Điện 220 rồi nha. Cái này hơi hơi đá lửa nha anh em. Cái này phải đá lửa nha. Năm mươi lăm 450k bao ship nha, điện 220 anh em. Rồi cái này đá lửa nha anh em, có lửa. Rồi mã số 55 cũng là mã số cuối cùng nha anh em. Chúc anh em ngày mới thật vui vẻ bên người thân, anh em tương tình cho một like và một đăng ký nha. Rồi cảm ơn anh em nha. Xin chào anh em, hôm nay mình có 4 cây máy cắt cỏ nha anh em. Đó. Single nha anh em, 3 cây single. 2 cây hai cây này là 23cc nòng 32 nha anh em. Đó, cây này là 24cc nòng 33 nha. Đó, cây này chứ cây này là 24 nè, 24cc nòng 33 là cây này cây beo nha anh em. Beo nha. Đó, lắp đầu bò đầu zin hết trơn nha anh em. Máy bên em là Nhật Bản nha, zin toàn bộ hết nha, chứ em không có thay đổi gì hết trơn nha. Chỉ là dọn nổ vậy thôi. Đó, vệ sinh cho đẹp lại dọn nổ vậy thôi chứ không có thay gì vô hết trơn nha anh em. Đó, đầu bò chắn cỏ, đầu chắn cỏ đồ đầy đủ nha anh em. Đó, ta cầm đầy đủ cho anh em hết luôn nha. Có cái này nè anh em, cái này là nó mắc cái nắp que nè anh em, cho nên anh em giảm giá tiền lại cho anh em nha. Đó, rồi em sẽ test máy và báo giá từng con luôn nha anh em. Cái này là cây 24cc nha anh em, single 24cc màu đỏ nha, màu đỏ còn mới chóc nha anh em. Rồi số 1 1 triệu mốt nha anh em, bao ship nha anh em. 1 triệu mốt bao ship nha. Tới cây số 2. Làm cây beo nha anh em. Cây beo 22 nha anh em.
S222DT anh em. Đó. Tay ga trên này luôn anh em, tay ga trên tay cầm luôn nha. Tắt đây nha anh em. Cây số 2 800k bao ship nha anh em. Đó, cây số 3 là cây Shinju 23cc nha anh em. Đó, làm ống cầm màu cam đều rất đẹp nha anh em. Này zin nguyên bản nha anh em. Shinju 23cc 23cc nằm 312 nha anh em. Tắt máy luôn nha. Này có trợ lực nha anh em. Vừa cắt nhẹ nha. Quên. Chịu mốt nha anh em, bao ship nha anh em. Tới cây số 4 cũng là cây Shinju nha anh em. 23cc nha. 23cc 32 ly nha, nằm 32 ly nha. Tay cầm ga đây nha anh em, ga tắt đây luôn nha. Nó không có lên xăng đó anh em. Lúc này em thay cái lớp bê khác cho anh em nè. Bao nổ bao ngon lành cho anh em hết nha. Số 4 1 triệu nha anh em, bao ship nha anh em. Số 4 1 triệu bao ship. Rồi cảm ơn anh em thương tình nha. Ủng hộ cho em đang em thấy những con máy bự hơn nữa về cho anh em tham khảo nha.
Rồi anh em thông tin cho một like và một đăng ký nha anh em, chia sẻ nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.